Dạ, em mến chào quý cô chú anh chị Cần Thơ đã đến với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Em ở khu vực Hòa Long, phường Thái Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại giao lưu của em là 07878 27139. Hôm nay em lên clip là mã số M nha cô chú anh chị. Một cây khế chua ghép khế nhật ha, dáng quái nè. Cây thì đang ra hoa nha cô chú anh chị, siêu hoa siêu trái. Cây này đã thuần chậu rồi nha cô chú anh chị. Mình về mình demo cái chậu khác lên cho cây nó đẹp ha. Hoành thân em đo tại đây là 33. Chiều cao từ mặt bầu em đo lên là 42. Tổng tán ngang là 65. Cây này đang ra hoa nha cô chú anh chị. 1M này em giao luôn 900.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc ha. Cây thì em bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Dòng này đi thì em rút chậu em bó bầu 2M. Cũng là khế chua ghép khế nhật nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp. Cây thần chậu sống khỏe, bao sống bao ship trong vòng 2 tháng nha cô chú anh chị. Cái hoành em đo ngay đây là 33. Hoành cũ rất là lớn nha. Cây này tông cao. Chiều cao từ mặt bầu em đo lên là 60. Tán ngang như vậy là 69 nha cô chú anh chị. 2M này 900.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Khi đi thì em sẽ rút chậu em bó bầu đóng thùng xốp ha. 3M. 3M cây này là có đậu trái rồi nha cô chú anh chị. Đó, mấy cái trái nè. Trái này nó còn lớn nữa ha. Cái chua ghép cái nhật. Củ này củ quái nha cô chú anh chị. Cái củ ở đây em đo là 33. Chiều cao từ mặt bầu em đo lên là 49. Tán ngang là 54. 3M này 900.000 đồng, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Tiếp theo là 4M. ha. Cây này rất là đẹp. Cái củ này củ quái nha cô chú anh chị. Tàn đều ấm mịn hết ha. Cái hoành ở đây là 25. Chiều cao từ mặt bầu em đo lên như vậy là 50. Tán ngang là 60. 4M này 900.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc hết cô chú anh chị. 5M thì em có cái gân. Cái gân thì rất là già cây, nó nụ lên hết rồi nha cô chú anh chị. Cây thì thuần chậu sống khỏe, cái này một cái bệ nó lên hết 2 cây ha cô chú anh chị. Bệ đặt ha. Hoành em đo tại đây là 26. Chiều cao từ mặt bầu em đo lên là 125. Tán ngang 52. 5M này 1.300.000 đồng, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. 5M. Tiếp theo là 6M. Cây thì rất là đẹp. Đây là cái bệ, dưới này là bệ đặt nha cô chú anh chị. Tổng ở đây em đo là 46. Chiều cao từ mặt bầu em đo lên là 95. Tán ngang là 65. 6M này 1.300.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc. Khi đi thì em rút chậu em bó bầu nha cô chú anh chị. 7M. Mai chiếu thủy trung lưu ha. Cái mai chiếu thủy rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Hoa của nó nè, rất là rực rỡ nha. Hoa thơm nha cô chú anh chị. Này cụm gần 3 thân quay đây mà cái mùi nó rất là dễ chịu. Tổng cụm ở đây là 38. Chiều cao từ mặt bầu em đo lên là 58. Tán ngang là 65. 7M này 700.000 đồng, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 8M. Cũng là mai chiếu thủy ha, mai chiếu thủy trung lưu, hoa rất là nhiều. Tổng cụm em đo là 42. Chiều cao từ mặt bầu em đo lên là 65. Tán ngang là 65. 8M này 700.000 đồng, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị.
Những chi tiết nào mà không rõ thì cô chú anh chị cứ liên hệ tại shop em ha. Số điện thoại Zalo là 0787827139. Số đó cũng có Zalo nha cô chú anh chị. Cây này là nguyệt quế lá sắn bông chùm 89M. Nguyệt quế thì em bao sống khỏe cho cô chú anh chị mình ha. Mầm thì lên khỏe hết rồi. Hoành em đeo ở đây là tổng cái bộ đế là 69. Hoành thân là 32 nha cô chú anh chị. Chiều cao từ mặt bầu em đo lên là 112. 9M này 1.600.000 đồng. Bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. 10M. Nguyệt quế lá sắn bông chùm. Cây thì cô chú anh chị thấy mấy cái mầm lên rất là khỏe. Nó mầm rất là khỏe ha cô chú anh chị. Bệ đế thì cũng đều ha. Hoành em đo tại đây là 35. Tán ngang là 130. Chiều cao từ mặt bầu lên là 130, tán ngang là 98. Mười M này là 2.200.000 đồng, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Tiếp theo là 11M. Tổng cũ em đo là 40. Chiều cao từ mặt bầu em đo lên là 110. Ngang hai cái cành như vậy là 80 nha cô chú anh chị. 11M 1.700.000 đồng em bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là 12M. Cây này tông cao nha cô chú anh chị. Cây khá là đẹp. Cũ ở dưới đây em đo gì là 50. Chiều cao từ mặt bầu em đo lên là 160. 12M này 1.500.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Tiếp theo là 13M. Tổng cái bệ đế là 53, hoành thân là 42. Chiều cao từ mặt bầu em đo lên là 105. Tán ngang là 72. 13M 2.500.000 đồng. Bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Mười bốn M. Số điện thoại Zalo của em là 0787827139. Cây này rất là đẹp nè. Tay chi cành đều hết nha cô chú anh chị. Mầm thì nó mọc hết rồi ha. Mầm thì ở này mấy anh em đó ủ sẵn cho cô chú anh chị rồi. Hoành thân ở đây là 36 nha cô chú anh chị. Chiều cao từ mặt bầu ông đó lên là 150. Tán ngang là 115. 14M này 2.700.000 đồng. Bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 15M. Tổng hoành em đo ngay đây là 43. Chiều cao từ mặt bầu em đo lên là 160.
tán ngang như gì là 100. 15M này 2.900.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc và em bao sống cây cho cô chú anh chị mình ha. 16M. 10 cuối lá xăng bông chùm. Cây kiểu dáng khá là đẹp ha cô chú anh chị. Quà em đâu tại đây là 30. Ngang hai cành này là 62. Chiều cao từ mặt bầu em đo lên là 130. 16M này 1.500.000 đồng. Em bao phí ship toàn quốc và em bao sống cây nha cô chú anh chị. Tiếp theo là 17M. Cũng nguyệt quế lá xăng bông chùm ha. Này dạng phôi. Cái cũ em đo đây là 62, hoành thân là 35. Cây này chiều cao là 1m6 nha cô chú anh chị. Tán ngang hai cái cạnh gì là 105. 17M. 17M này em giao lưu 2.500.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 17M cũng là cuối clip của em. Cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã xem và ủng hộ clip của em. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của cô chú anh chị trong clip này nha. Em cảm ơn và chúc sức khỏe của chú anh chị ạ.